trong cuộc sống ngày nay, việc sử dụng một chiếc laptop vừa có thể hoạt động cho việc kinh doanh cũng như là vừa giải trí hầu như là được rất là nhiều bạn trẻ ứng dụng. Trong số các sản phẩm công nghệ cao thì các dòng laptop có chức năng cảm ứng gần đây được rất là nhiều người quan tâm. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop Shorty Shop, và trước mặt chúng ta ngày hôm nay là một trong những mẫu laptop có thể gọi là rất là mới của hãng HP. Đây là một phân khúc rất là hiếm có với kích thước màn hình rất lớn 17,3 inch. Chúng ta nhìn thấy rằng từ vẻ ngoài rất là Envy. Envy luôn luôn thiết kế một nền tảng vỏ hộp magie nguyên khối, toàn là hợp kim, nhìn rất là sang và rất là sáng với cái màu bạc silver. Ở đây thì chiếc laptop trước mặt chúng ta được xách tay từ Mỹ về với tên gọi đầy đủ của HP là HP Envy 17M CG0013DX. Dòng này là một phân khúc cao cấp của hãng HP. Thường thường thì Envy chỉ làm cho các thị trường lớn như Mỹ hoặc là châu Âu thôi, ít khi nào họ phát hành ở các thị trường châu Á. Dù rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có một số mã nhất định là có, nhưng mà nó không đạt bằng những cái dòng như thế này. Tôi rất là yêu thích cái dòng HP Envy vì họ tạo ra nhìn nó rất là đẹp, thẩm mỹ, sang trọng, cái màu nó phối, những đường nét nó rất là thanh tao, những cái cạnh thẳng hàng. Chiếc laptop này là một trong những viên form rất là ít có, vì đa phần các cái hãng ít khi nào làm 17 inch lắm, rất là to. Ở đây chúng ta nhìn, nếu mà thoáng nhìn nó không lớn lắm đâu, vì ngày nay họ đã tràn viền, tạo một cảm giác chúng ta trông nó hao hao như cái form nó cứ tầm 15,6 inch thôi, nhưng thực tế đây là 17,3 inch nha. Với công nghệ màn hình cảm ứng nè, bộ bàn phím rất là to, lớn, phím số, nó để tay, thoải mái. Chiếc laptop này rất xứng đáng cho một cái giá trị nhất định. Ở chiếc laptop này hiện tại tầm từ 30 đến 33 triệu cho chiếc laptop Core i7. Đặc biệt thì chiếc laptop này chúng ta sẽ phân tích sâu với cả màn hình rồi, để xem cái chiếc laptop này ứng dụng được cái gì hay ha. Đầu tiên chúng ta cứ xem trước qua về công nghệ thiết kế hợp kim với những đường vân, logo mới rất đã, sờ vào rất lạnh tay. Ở đây họ sử dụng là màn hình cảm ứng. Và chúng ta chạm xem nhé. Đúng rồi, đây là màn hình cảm ứng, rất là ấn tượng. Sorry about that, I didn't hear anything. Ok, rồi. Chiếc laptop chúng ta đang xem, vì dòng này phải nói rằng chúng tôi cũng là người mới mở chiếc laptop đầu tiên xem, rất là ấn tượng. Ở đây chúng ta thấy rằng trên cái đây chúng ta thấy là có một cái nút, một có nghĩa là nút bảo mật phần tay. Họ thay vì ngày trước họ nằm trên đâu đây thì bây giờ họ đưa luôn trong bàn phím để trong chiếc laptop nó cân đối, nó đẹp hơn. Ở đây nó hoàn toàn không có cái nút gì cả, nó tiện lợi vô cùng như thế này. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái nút power cũng giấu bên trong đây, và cái nút cạnh bên là cái nút khóa camera. Thay vì chúng ta gặt như thế này thì họ ấn lên cái là nó khóa cái này luôn, rất là thông minh, giúp cho chiếc laptop bớt những cái rườm rà và trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta xem thêm các cái cổng và cái gì hấp dẫn nha. Từ đây thì chúng ta thấy là bên tay trái thôi, một cái USB 3.0 có thể sạc điện thoại được, HDMI, micro headphone, USB-C sạc điện thoại luôn nha. Mặt trước thì không có gì hết, bên trên thì giải loa rồi. Hãng âm thanh Bang & Olufsen B&O đã tạo ra cho một hệ thống âm thanh cho HP rất là hay. Nếu chúng ta nghe qua headphone chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ. Từ phía bên phải tôi gồm có KSD, hai cổng USB. Đây là nơi sạc cho máy, đầu tròn. Nhìn phần sau xem. Ở đây chúng ta thấy một dòng chữ HP nè, Envy nè, một cái khe tản nhiệt đơn giản lắm. Toàn bộ thân máy tuyệt đẹp. Và công nhận rằng có cái gì đó nó rất là sang, những đường nét nó thẳng. Tôi cũng rất thích cái mẫu này. Nếu chúng ta không muốn sử dụng một cái thùng PC to đùng để trên với một cái bộ rườm rà, chúng ta có thể chọn nó bằng cách sử dụng một chiếc laptop với cấu hình cao, cao nhất thế giới luôn, có thể mới ra năm nay, với gọi là CPU thế hệ thứ 10. Đặc biệt là đi với cạc màn hình Nvidia GeForce MX 330. Dù rằng cạc màn hình này nó cũng là chỉ một cạc màn hình hỗ trợ đồ họa tương đối tốt, AutoCAD, Photoshop có thể xử lý mượt mà các yêu cầu đấy.
điểm nổi trội nhất ở dòng này là một chiếc laptop cao cấp của phân khúc NV và có sử dụng cả màn hình cảm ứng vào chiếc laptop 17 inch là một điều rất là hiếm có. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng máy đang sử dụng cái cấu hình rất là cao là Core i7 CPU dòng 1065 dòng G7, RAM 12GB với ổ cứng M2 SATA 512GB. Đây là một loại ổ cứng có thương thuộc hàng là mới nhất hiện nay. Dòng SSD rồi M-SATA, M2 SATA, đây là dòng M2 nhé. Rất đắt tiền cho ổ cứng 512GB này. Màn hình Full HD. Màn hình này họ sử dụng loại màn hình công nghệ khá là mới. Với công nghệ màn hình IPS QLED Backlit Multi-Touch Enable Edge-to-Edge Glass 1920x1080. Có thể nói rằng giải trí ở chiếc laptop này rất là cực kỳ thỏa mãn vì màn hình rất đẹp. Và máy này chúng ta có thể up lên đến cao hơn loại RAM nếu chúng ta mong muốn. Ở đây chúng ta sẽ test thử một đoạn video xem máy nó sẽ có cái hình ảnh như thế nào. Âm thanh cực kỳ hay. Hình rất là sắc nét. Toàn bộ âm thanh được đưa vào lên màn hình và dọc ngược lại chúng ta có cảm nhận rất sống động ở một cái máy tính công nghệ. Ngày nay thì phải nói rằng các cái hãng đã đua nhau thiết kế những cái gì đó tốt nhất, đẹp nhất cho chiếc laptop của mình. Và bản thân tôi thì đánh giá HP NV nè, Spectre là hai phân khúc rất là được ưa chuộng. Các khách hàng của chúng tôi thích những phân khúc này. Đa phần là giới doanh nhân, giới làm văn phòng cao cấp, họ thích những cái laptop độc đáo. Ở ngoài thị trường có thể nói đúng hơn là rất là khó để kiếm một con laptop mà cảm ứng 17 inch như thế này, đặc biệt là mới ra nữa. Dù rằng không phải ngày nay chúng ta nói rằng mới ra là ở đâu không có, ở đâu cũng có cả, nhưng không đâu. Cái này là mẫu rất là đặc biệt và ít có. Chúng ta thật may mắn khi được chiêm ngưỡng một trong những cái chiếc laptop đẹp nhất của năm trong phân khúc HP. Xin nói lại, mức giá của chiếc laptop này cũng thuộc dạng hơi nặng đô, nó nghĩa là tầm 32.790.000 đồng cho chiếc laptop Core i7 thế này. Nó hơi không phải là dành cho giới bình dân. Tuy nhiên thì với những công nghệ cao như thế thì vừa là đếm lại nhé, vỏ ma nhê 100%, phân khúc cao cấp NV, cảm ứng 17 inch, các cái bảo mật vân tay, bảo mật camera, các cái cổng kết nối hiện đại, các màn hình rời, âm thanh Bang & Olufsen, với đặc biệt là họ ứng dụng luôn cả cái micro theo dạng là ba điều hướng, nghĩa là ba nơi để giúp cho chúng ta tương tác một cách trọn vẹn. Với lại ngày nay thì chúng ta thấy rằng việc online, cái phần mềm ứng dụng Zoom rất là quan trọng, nên hầu như là họ phải tương tác cái micro rất là tốt, camera rất là chuẩn thì mới đáp ứng được cái yêu cầu kén của khách hàng. Thì họ tạo ra cái điều này tôi rất hài lòng. Chúng ta sẽ cầm thử trên tay nhé. Dù rằng là 17 inch nhưng thật sự nếu không nói thì vừa nhìn chúng ta có cảm giác như đây chỉ là một chiếc laptop 15.6 inch. Nó không quá lớn, cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là lạnh tay. Một cái độ chắc chắn rất là sang, rất là business. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi
đó là 0903344188 hoặc là 0908115124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.